coi nó trả lời như thế nào. Nó muốn lý luận hả? Đừng có nói chuyện chơi. Quý vị có 126 phút. Tại sao đồng chí lại không lịch sự lại cúp phone lên thế? Đồng chí sợ rồi à? Đồng chí sợ rồi à? Hay đồng chí đang thâu đấy? Tôi kêu đồng chí thâu, bây giờ đồng chí lên tiếng đi. Đồng chí muốn nói chuyện nào, đồng chí nói hai chữ phản động mà. Đồng chí trả lời với tôi đi. Tôi cho đồng chí thâu đó. Đồng chí đang thâu. Tôi cũng đang thâu. Đồng chí thâu đi. Tôi cũng đang thâu đây nè. Hoành tráng lắm cơ mà. Ở trong nước thì cái là bịt mồm bịt miệng người ta. Đưa cái phiên tòa kangaroo để xử. Một cái phiên tòa man rợ mất dạy. Có 102 trong lịch sử của loài người. Đồng chí tại sao không lên tiếng đi? Hay là sợ mất mẹ nó rồi? Thụt vòi rồi à? Sợ hả? Sợ hả? Cái dũng khí của công an để ở đâu? Nó biến mất rồi. Tôi giờ gọi tiếp. Nói cho các bạn nghe. Đó. Đây là 2-3 cú phone á. Quý vị có $13.30, xin bấm vào số điện thoại muốn gọi. Quý vị có 125 phút. Sao lại hèn yếu đến thế? Không dám nhắc phone à? Nhắc phone đi chứ, nói chuyện đi. Đây nè, nhắc phone đi chứ. Nói chuyện với một thằng cực kỳ phản động này nè. Nhắc phone đi, nói chuyện đi. Các đồng bào ở trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội, đó, đã thấy được là cái khốn nạn của Trung tá Công an Nguyễn Minh Tân hay chưa? Đấy, nó đâu có dám nói chuyện đâu. Rõ ràng chưa? Chúng mày đang thâu lời nói của bố mày đấy à? Dễ dàng thôi. Đấy, cứ thâu đi em. Thâu đi. Đấy, lên tiếng nói chuyện đi. Lên tiếng nói chuyện đi, cái thằng khốn nạn Trung tá Nguyễn Minh Tân. Kêu cái thằng Bùi Quốc Hiệp ra đây. Kêu cái thằng chánh án Bùi Quốc Hiệp ra đây. Kêu cái thằng súc sanh vô loại ra đây. Kêu thằng Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh ra đây nói chuyện đi. Kêu thằng Du Đa Nguyễn Tân Dũng ra đây nói chuyện đi. Đấy, nếu có giỏi đó, thì cứ lên máy vi tính đó, vào cái diễn đàn Tao Talk, cái diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, để nghe đây nè, để thâu đây nè. Ngày hôm nay đó, tập thể những người dân Việt Nam tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới, đang đối đầu muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghe cho rõ, nghe cho kỹ, là bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng khốn nạn mất dạy tàn bạo, là một cái lũ dòi bò, là một cái bọn buôn thần bán thánh, buôn dân bán nước. Nghe cho rõ. Và tất cả những người Việt Nam tị nạn Cộng sản ở nước ngoài thề không đội trời chung với Cộng sản. Tất cả những người dân ở trong nước, chúng ta hãy đứng lên để lật đổ bạo quyền của Cộng sản. Cái bọn công an súc sanh vô loại này, cái bàn tay của chúng mày đã vấy máu của người dân Việt Nam. Tội lỗi của thằng Nguyễn Minh Tân sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng trị. Rõ ràng chưa? Thâu băng đi. Thâu băng đi. Rồi đưa hình, đưa tên của áo trắng Đà Lạt Sư này lên đi. Chúng mày có giỏi thì chúng mày cứ làm đi. Chúng mày bảo bố chúng mày là đảng viên của Đảng Việt Tân hả? Tầm bậy và bố láo. Áo trắng Đà Lạt Sư và trên 200 chapter ở trong cái diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam là thành viên của nhóm 8406, là thành viên của Đảng Thăng Tiến. Chúng ta đang cố gắng để lật
dân là chó, tập đoàn mafia cộng sản Việt Nam là chó, cái bọn công an súc sanh vô loại này là bọn chó dại phải mua. Rõ ràng chưa? Có giỏi thì cứ nói đi. Chúng mày đang nói anh là người phản động mà. Hiểu thế nào là cái danh từ phản động chưa? Hiểu chưa? Có hiểu chưa? Tại sao không nói? Hả? Câm rồi hả? Câm rồi hả? Hay là ăn phải vả của cộng sản rồi, câm mẹ nó rồi, bị đứt lưỡi chết nó rồi? Nói đi. Ai là kẻ phản động? Hồ Chí Minh là kẻ phản động. Hồ Chí Minh nó không phải là tên Hồ Chí Minh. Nó là thằng Nguyễn Sinh Công. Một cái thằng đã 5 lần 7 lượt đổi tên đổi họ, từ chối cái gia phả họ Nguyễn của nhà mình để lấy tên là Hồ Chí Minh, lừa bịp người dân, ăn cướp cái chính quyền. Rõ ràng chưa? Thành lập một cái nhà nước cộng sản độc tài, lợi dụng vào cái lòng yêu nước nồng nàn của người dân để cướp chính quyền. Sau năm 1975, mắc ông mắc cha gì mà đầy ải hàng triệu người dân hiền lành vô tội vào những cái cảnh ngục tù tối tăm. Phải chưa? Ngày hôm nay đang bán hàng trăm ngàn thiếu nữ Việt Nam đi làm ô xin, đi làm nô lệ tình dục ở nước ngoài, đang xuất cảng hàng triệu người thanh niên Việt Nam đi ra nước ngoài để làm những trong những cái hãng xưởng mà những cái công việc làm người bản xứ không muốn làm. Đi ăn mày quốc tế, ngửa tay xin từng đồng một. Quốc tế đã thương hại Việt Nam để giúp đỡ cho Việt Nam trong cái vấn đề xóa đói giảm nghèo. Tổ cha chúng mày nó bốc hơi, nó bay vào túi của cán bộ hết rồi. Đi về mà coi tài sản của thằng Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn kia. Đi về mà coi tài sản của thằng Du Đa Nguyễn Tân Dũng ở Cà Mau kia, ở Kiên Giang kia. Đi về mà xem con Lan Anh là con gái của thằng Võ Văn Kiệt, nó có bao nhiêu triệu đô la. Mày đuôi rồi hả? Mày mù rồi hả? Chúng mày không mở mắt ra để nhìn thấy một cái xã hội đang phá hoại người dân, đang quằn quại sống như cái chế độ của bọn cộng sản ngục tù. Vậy mà chúng mày còn hăm hăm hở hở giống như cái bọn chó dại phải mùa để hy sinh tận tụy cho một cái chủ nghĩa văn bản này hả? Chúng mày có phải là loài người hay không? Lương tâm nhân loại của chúng mày để ở đâu? Cái truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quang Trung Nguyễn Huệ, của bà Trưng Bà Thiệu, chúng mày để ở đâu? Học tập tư tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh. Thằng Hồ Chí Minh nó có tư tưởng gì mà nói tao nghe coi? Thằng Hồ Chí Minh nó có đạo đức gì mày nói tao nghe coi? Hả? Cứ giỏi nói đi. Nông Thị Xuân là ai? Nguyễn Thị Minh Khai là ai? Thằng Nguyễn Tất Trung ở dưới đất nẻ chui lên phải không? Bây giờ hỏi thằng Nông Đức Mạnh đó, nó có dám thử DNA không? Nó là con rơi của thằng Hồ Chí Minh đó. Cha nào thì con lấy, râu nào thì sâu lấy. Bởi vậy cho nên hùng hục như châu hút mã, chả có biết gì cả. Cứ hở lên là nói là phản động với là không phản động. Ai là kẻ phản động? Ê, nói đi. Câm rồi hả? Câm rồi hả? Hả? Hay là tối hôm qua nhậu say quá rồi, đi ăn đi hút máu ngủ của dân làm say quá rồi, bây giờ không dám lên nói? Nói đi Nguyễn Minh Tân. Ở trong nước thì bịt mồm cha lý cơ mà. Hả? Nói đi. Câm rồi à? Hay là sợ quá té đái rồi? Hả? Nói đi. Nói đi. Bởi vậy cho nên nó lại bảo mình á, là coi như là mình gọi điện thoại cho hết pin hết tiền. Ôi rồi đất ơi, đừng có hòng. Thiệt tình cái lũ súc sanh vô loại này ngu hơn là bò đội mũ. Vậy mà gọi là công an nhân dân đấy các bạn ạ. Công an cái mã bà chúng mày nha. Chúng mày là bọn chó dại phải mùa nhớ chưa? Sao không dám nói? Câm rồi à? Câm rồi hả? À? Hả? Câm rồi thì đi kêu thằng bộ trưởng Bộ Công an Lê Hoàng vào đấy. Hả? Kêu nó vào đây để nói chuyện. Kêu thằng Du Đa Nguyễn Tân Dũng vào đấy để nói chuyện. Nói đi. Kêu đi. À, thâu đi. Ở đó mà bố láo bố lếu, đừng có ở đó mà nói bậy nói bạ, nói láo nói lếu. Chúng mày chỉ có lừa được cái bọn ngu xuẩn mà thôi. Chúng mày không có lừa được những cái người dân mà có trí thức đâu, có trình độ hiểu biết và có cái tình cảm cũng giống như cái lòng yêu nước đâu. Nói thẳng thắn cho chúng mày nghe một câu như thế: Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng cực kỳ phản động, tập đoàn mafia Cộng sản Việt Nam là một bọn bán nước, Hồ Chí Minh là một tên tội đồ dân tộc.
1954, sau năm 1975, thằng Lê Duẩn, thằng xuống chọt Đỗ Mười, thằng Tiến Heo, thằng Lê Đức Anh, thằng xuống chọt, mày nhớ chưa, đầy ải bao nhiêu người, thằng Nguyễn Tấn Dũng hối lộ như mấy. Chúng mày có biết cái điều đó hay không? Cha con Đảng Cộng sản Việt Nam, cha con chúng mày xuất thân là những cái thành phần cặn bã của xã hội, đi theo cái đảng ăn cướp Cộng sản Việt Nam để làm gì? Để ăn cướp bóc lột cái sức lao động mà thôi, chẳng có tình nghĩa gì cả. Tại sao không dám lên tiếng? Hay là tao nói đúng quá rồi chúng mày câm nẹ nó rồi? Hả? Hả? Nói đi! Nói đi! Không dám nói à? Cái hoành tráng của công an ở đâu? Hả? Cái đạo đức, những cái điều của Hồ Chó Đẻ, Hồ Chí Minh, Hồ Xúc Sanh vô loại nó dạy chúng mày để ở đâu? Tại sao không dám lên nói? Hả? Nói đi! Chúng mày hèn thế! Quý ông bà và anh chị em ở Huế, ở Sài Gòn, ở Hà Nội, từ Bắc vào Nam, đang nghe cái lời nói chuyện trực tiếp của áo trắng Đà Lạt xưa và Trung tá Công an Nguyễn Minh Tân là một tên xúc sanh vô loại, một cái thằng khốn nạn đã bịt miệng cha Lý trong cái phiên tòa Kangaroo, một cái phiên tòa rừng rú của tập đoàn Mafia Cộng sản Việt Nam, bịt mồm cha Lý. Bây giờ đó, các bạn có nghe nó có dám mở mồm nó nói không? Nó chỉ có nói được câu phản động, phản động. Ai là kẻ phản động? Thâu đi con, chúng mày cứ thâu xong xuôi đâu đó rồi đó, chúng mày tao đố chúng mày dám gửi cái đoạn audio là cho thằng Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đi, gửi cho thằng Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Hưởng cho chúng nó nghe đi, gửi cái này về cho thằng Chánh án Bùi Quốc Hiệp nó nghe đi, cho cả cái tập đoàn Mafia Cộng sản chúng mày nó nghe đi. Mày có dám hay không? Tao nói cho chúng mày nghe, mày đừng có tưởng rằng tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước sợ chúng mày đâu. Chúng mày là cái chó gì? Chúng mày chỉ là một lũ dòi bò, số một của xã hội. Buôn thân, buôn dân, bán nước, buôn thần, bán thánh. Vậy mà ngày hôm nay lớp la lớp liếm cái tình cao trí tuệ mà chúng mày đã học được của Hồ Chó Đẻ, Hồ Chí Minh, Hồ Cầu Tặc, nó thể hiện qua cái lời nói của chúng mày như thế à? Tại sao chúng mày hèn thế? Chúng mày không dám nói à? Mồm câm như hến nữa đó. Quý vị đã nghe đấy chưa? Đồng bào ở Sài Gòn nghe chưa? Đồng bào ở Huế nghe chưa? Đồng bào ở Hà Nội nghe chưa? Đồng bào ở Cà Mau nghe chưa? Nghe cái thằng Trung tá Công an Nguyễn Minh Tân này, tại sao nó hèn đến thế? Nó không có dám nói một câu gì cả. Khốn nạn mất dạy, tan bạo và bảo thủ. Ở trong nước thì là chỉ có là gọi là cả vũ lấp thịt em, ra tới ngoài đó thì câm như chó, thằng nào lấy câm mồm như hến. Khôn ngoan thì đá đáp người ngoài, ở trong nước thì đừng có hùng hùng hổ hổ. Ngày hôm nay, tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta đều đồng thanh đứng lên để lật đổ cái chế độ cộng sản tàn bạo khốn nạn mất dạy đi tiện này, để lấy lại tất cả những cái gì mà bọn cộng sản này nó đã cướp đoạt của người dân chúng ta. Rõ ràng là như thế. Tâm rồi à? Mày bớ lưới giờ hả, cái thằng khốn nạn kia Nguyễn Minh Tân? Mày bớ lưới rồi hả? Hả? Tại sao mày không dám lên tiếng? Mày lên tiếng đi. Mày đừng có nghĩ rằng đó là chúng ta không đủ tiền và không đủ thời giờ để gọi điện thoại chửi cha cái đảng cộng sản chúng mày lên. Mày có giỏi thì mày lên đây. Mày có giỏi đó thì tao nói chuyện 24/24 với chúng mày. Mày không có đủ khả năng và trình độ, mày gọi thằng sếp của mày vào đây để chúng tao dạy dỗ cho chúng mày, để chúng mày khôn lớn thành người. Cái bọn công an xúc sanh vô loại, bọn mất dạy, bảo thủ tàn bạo và khốn nạn, cái đảng cộng sản chúng mày ngày hôm nay nó là một cái con dòi đang dẫy chết. Rõ ràng là như vậy. Tư tưởng ở đâu? Chúng mày không còn một cái gì nơi cái niềm tin của người dân nữa. Chúng mày chỉ dùng bạo lực để cai trị người dân mà thôi. Một ngày nào đó khi mà người dân bức xúc sẽ nổi lên đập đầu chúng mày như đập đầu cá lóc. Chúng mày không biết nhìn xa và hiểu rộng. Đâu có phải tất cả những người công an, quân đội, nhân dân đều nhắm mắt đi theo cái tập đoàn Mafia Cộng sản bán nước này đâu. Chỉ có thằng Công an Nguyễn Minh Tân là thằng xúc sanh vô loại, thằng Bùi Quốc Hiệp là cái bọn xúc sanh vô loại mà thôi. Cái bọn này đáng bị treo cổ. Tao nói cho chúng mày biết, không những
người dân sẽ đập đầu mày mà giết cả vợ con của chúng mày để trừ hậu họa. Tao nói cho chúng mày nghe, đừng có ý mà bây giờ hừng hừng hổ hổ mà nói là bắt nạt người dân, đừng có nói cái chuyện đó. Mày đã thấy và mày đã hiểu lịch sử của Việt Nam là một cái lịch sử đấu tranh. Bất cứ ở nơi nào có cái sự bất công là có cái sự đấu tranh. Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây quá nhiều tội lỗi và bất công. Người dân trong và ngoài nước dứt khoát đấu tranh để lật đổ cái chế độ Cộng sản này. Nói thẳng thắn cho chúng mày nghe vậy ạ. Tao nói cho mày nghe để mày vắt tay lên trán, mày suy nghĩ mà mày hiểu được thế nào là nhân lễ nghĩa chi tín, thế nào là tình tự dân tộc, quê hương và đồng bào, thế nào là cái niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản chúng mày hèn nhát lắm, khốn nạn lắm. Đối với quốc tế thì đi ăn mày đi ăn xin, từ thằng Phan Văn Khải cũng đi ăn xin, thằng nào cũng đi ăn. Mày hỏi không, mày nghe mà mày biết hay không, thằng đương kim du đa Nguyễn Tấn Dũng là thằng thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa chó dại Việt Nam là một thằng trùm hối lộ tham nhũng. Chúng mày mù hả? Chúng mày không biết cái tài sản của nó ở Kim Giang, ở Chợ Lớn. Chúng mày không biết cái tập đoàn xe taxi của nó hả? Chúng mày không biết cái nhà thương của nó hả? Tiền ở đâu mà nó ra? Tiền sư bố nó chứ. Tại sao nó không đưa con của nó đi qua bên Trung Cộng đi học đi, mà nó đưa con trai của nó đi qua bên Mỹ này? Tao hỏi mày, giờ là lấy một con vẹm cái ở bên Mỹ này, tiền bạc nó đổ qua bên Mỹ này. Tao hỏi mày xây dựng cái xã hội chủ nghĩa theo cái kiểu đó đó hả? Ăn cướp, rồi bắt đầu là chuồn là lọt. Mày chưa đủ cái tư cách để mày đưa con cái mày qua bên Hoa Kỳ hay bên Pháp hoặc Canada đâu. Và mày cũng chưa đủ tư cách để một ngày nào đó mà người dân lật đổ cái chế độ Cộng sản này mà mày đi tị nạn đâu. Tao cho mày một con đường đi đó, mày qua bên thằng Cộng hòa Nhân dân Xì Dầu à? Để mày tị nạn để mày học làm bánh bao à? Mày đi qua bên Bắc Hàn để mày học làm kim chi à? Hay là mày đi bờ đít thằng Fidel Castro hả? Mày đi đâu? Mày chỉ có một con đường đi là mày đào cái lỗ mày chui xuống đất mày làm thôi. Mày nằm ở dưới đó thôi. Cho nên thời kỳ đã điểm, lịch sử đã sang trang. Bây giờ bỏ dao xuống, không có đi theo cái chế độ Cộng sản nữa, thì sẽ được người dân thương tình và tha thứ những cái tội lỗi của chúng mày đã làm ra. Nghe kỹ, nhớ kỹ, đây là những điều giáo huấn của tất cả những người mà có lòng yêu nước, nói với tập đoàn mafia Cộng sản Việt Nam rằng thời kỳ đã điểm, lịch sử đã điểm. Nếu chúng mày còn cố tình mà cực đoan phản động, ngày ấy chúng mày sẽ chịu cái kỷ luật trước người dân Việt Nam. Mày nhớ chưa? Tại sao mày không dám nói hả? Tại sao mày không dám nói? Mày không dám lên tiếng à? Mày ngồi đó mày thâu à? Thôi giời đất ơi, tao đang giáo huấn cho chúng mày đây nè. Không, tao giáo huấn từ thằng Nguyễn Tấn Dũng, tao dạy cho chúng mày học những cái bài học vỡ lòng. Thế nào là tình tự quê hương và dân tộc? Thế nào là cái niềm tự hào của dân tộc Việt Nam? Thế nào là cái câu nói bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Tao đang dạy cho chúng mày một cái câu nói, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Chúng mày đã bị cái Đảng Cộng sản Việt Nam này nó nhồi sọ, nó dẫn dắt chúng mày đi vào một cái thiên đàng mù. Chúng mày có biết hay như thế hay không? Chúng mày có biết như thế hay không? Tại sao đồng bào của chúng ta vẫn còn đau khổ? Tại sao đất nước của chúng ta vẫn còn nghèo đói? Tại sao cái tiếng nói, cái danh dự của người Việt Nam đã bị thế giới nó xem rẻ? Ai là cái kẻ gây nên những cái cảnh mà gọi là tan tóc và thương tâm này? Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là chính quyền Cộng sản Việt Nam. Phải chưa? Nhớ cho kỹ và nghe cho rõ. Ngày hôm nay, nếu mà cái chủ nghĩa Cộng sản nó tốt, thì tại sao cả thế giới đã từ bỏ cái chủ nghĩa Cộng sản rồi? Hả? Rồi bây giờ, các người dân ở trong nước học tập tư tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh. Cái tư tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh nó nằm ở đâu? Nói đi, lý luận đi. Hả? Chúng mày học ở trường Đảng ra mà. Cái tư cách của Hồ Chí Minh là tư cách ăn cướp và bán nước. Đạo đức của Hồ Chí Minh là đạo đức lừa thầy phản bạn, đâm cha thuốc chú dụ chị dâu đứng đầu cầu thổi ông tiêu, một cái thằng súc sanh vô loại đi qua bên Pháp làm bồi bàn làm bí đức mà ngày hôm nay bảo đi tìm đường cứu nước, nó cứu cái mã cha.
Đức Minh hay không? Mày có biết con vợ thứ hai của nó là Nguyễn Thị Minh Khai hay không? Là vợ của Lê Hồng Phong hay không? Mày có biết con vợ Tầm là con Vu Đoan bên Pháp hay không? Mày có biết như thế không? Rồi mày có biết là Hồ Chí Minh năm 60 tuổi chết hay không? Một cái con người lừa thầy phản bạn, một cái con người mà mất tư chất của một con người. Thế mà chúng mày đi tôn thờ à? Cái thằng Trần Quốc Hoàn là thằng nào Bộ trưởng Bộ Công an đó? Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày có thấy là thằng Trần Đức Lương đấy, vợ lớn vợ nhỏ là 11 đứa hay không? Mày có thấy là con gái của Trần Đức Lương đó, ngày hôm nay đang lang thang lách tách ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng hay không? Chúng mày không biết hả? Hay chúng mày ngoảnh mặt làm ngơ trước cái nỗi đau của người dân? Đấy, tư cách và đạo đức của những người cộng sản nó thể hiện như vậy đó. Tao nói cho chúng mày nghe, tao dạy khôn cho chúng mày nghe là bởi vì trong cái trình tự của những người Việt Nam với nhau. Thấy chưa? Bây giờ chúng mày nói những người ở nước ngoài là những người phản đạo ngoài. Ai là kẻ phản đạo ngoài đấy? Ai là kẻ phản động? Mình á, cái tư duy của mình là dùng cái trí óc. Cái tư duy mình ở trên đầu, chứ không phải cái tư duy ở dưới cái mông đít. Chúng mày nhớ kỹ nhớ chưa? Cái tư duy của cộng sản á, là cái tư duy nó để dưới cái mông đít. Thằng Thánh nói một câu là như vậy. Thượng đế sinh ra con người là cho con người cái đầu óc. Từ cái đầu óc này mình mới biết suy nghĩ cái điều nào phải, cái điều nào trái, cái điều nào nên làm và cái điều nào không nên làm. Con người ta hơn con chó, hơn con vật ở chỗ đó. Thế mà chúng mày cũng nói là đây là đỉnh cao trí tuệ của loài người à? Người nào vậy? Trí tuệ của loài ngọc. Cộng sản Việt Nam là cái đỉnh cao trí tuệ của loài ngọc. Lừa bịp thế giới, ăn chặt, ăn đằng sống, nói đằng gió, nói tầm bậy tầm bạ. Nếu mà chúng mày đó mà đàng hoàng, chúng mày khỏi cần cái nghị quyết 36. Chúng mày không cần cái nghị quyết 36 đâu. Mày nhớ kỹ chưa? Những người ở trong nước là người ta không có đuôi, người ta không có mù đâu. Rõ ràng chưa? Lên tiếng đi, hay là câm như hến đó chưa? Còn nói cho chúng mày biết. Hay sợ mất mẹ nó rồi? Sợ rồi dưới nút biến rồi phải không? Mày đừng có nghĩ rằng chúng ta không đủ tiền và không đủ thời giờ gọi về để giáo huấn chúng mày đâu. Nếu mà chúng mày chưa đủ tư cách. Đấy, quý vị thấy chưa? Giáo huấn cho nó nghe xong nó nhức đầu, bắt đầu nó chạy. Xin.